đường bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 3:30 chiều. Nhiệt độ bên ngoài phòng khoảng 32 độ C. Quý khách vui lòng vẫn ngồi yên tại chỗ vì an toàn được cài chặt cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và tín hiệu cài dây an toàn đã tắt. Là để vì an toàn của chuyến bay, quý khách không sử dụng điện thoại di động, các loại máy thu phát sóng cho đến khi quý khách rời khỏi máy bay. Quý khách không tự mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của tiếp viên. Khi mở ngăn hành lý, quý khách lưu ý tránh làm rơi và bỏ quên các hành lý bên trong.